Xin chào tất cả các khán giả của podcast Better Me. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi trò chuyện rất là đặc biệt giữa tôi và anh Hà là hai người của đã từng tham gia podcast và chia sẻ về một cái hành trình của người đã đi rất là nhiều nước trên thế giới và hy vọng là có những cái bài học cho những thế hệ trẻ từ cuộc trò chuyện này. Rất là vui được gặp anh Hà trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì hôm nay là một cái buổi mà kỳ vọng là tôi uh, muốn uh, chúng ta có một cái buổi chia sẻ về cái uh, những cái hành trình của những cái người uh, tuổi trẻ rồi uh, trung niên rồi cả một cuộc hành trình như thế thì tôi cũng uh, được biết là uh, Hà cũng đã là một người có rất là nhiều trải nghiệm. Rất là nhiều trải nghiệm và Hà đã đi đến bao nhiêu quốc gia rồi nhỉ? Ờ à, 110. 110 quốc gia thì đây có thể nói là một cái hành trình rất là khác biệt đúng không ạ? Thế thì ở trong cái câu chuyện của chúng ta hôm nay cũng nằm trong một cái mạch mà phía Owen là một thương hiệu thời trang nam cũng đang hướng tới một cái một cái gọi là một cái chủ điểm hay gọi là một cái 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 mục tiêu mà là better me tức ừ. là hướng cho người trẻ những cái phiên bản tốt hơn ừ. thế thì đầu tiên thì Hà à, có thể chia sẻ là với cái hành trình mà hơn 110 nước mình mình đi qua như thế thế ừ. thì à, điều gì khiến cho mình có một cái hành trình nó khác biệt như vậy à, trước hết là xin cảm ơn Owen uh, và cảm ơn Thuận đã mời tôi trở lại với cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì là một người đi rất nhiều là nó xuất phát từ niềm đam mê, chinh phục, khám phá của tôi, thì uh, mỗi nước tôi đều thấy có một điểm mới lạ, tức là nó đem lại cho tôi sự mới lạ và học hỏi được nhiều từ những chuyến đi để áp dụng vào cuộc sống nên là À, ai cũng có một thời trẻ trai, Đúng ai rồi. cũng có những lúc mà Đúng. nghĩ là mình sẽ muốn trở thành thế này, trở thành thế kia và đều có một con đường. Thế thì uh, khi mà mình trẻ thì mình uh, lúc đấy là mình nghĩ gì và mình có nghĩ là mình sẽ đi nhiều nước như thế không? Thực ra hồi trẻ, hồi trẻ của tôi là tôi đi du học ở Pháp, ừ. cho nên là cũng có nhiều điều kiện để tiếp xúc với cả các cái có thể đi du lịch các nước xung quanh. ấy cũng đấy là một cái tiền đề mà có khi là giúp tôi thực hiện được cái niềm mơ ước từ nhỏ. Tôi nghe nói là Thuận là cũng từng du học ở nước ngoài đúng không? Ờ mình cũng từng du học ở Úc và mình cũng là người đi cũng nhiều nước, à. nhưng mà số nước mình đi thì cũng bằng một nửa số nước của Hà thôi. À. Nhưng mà mình cũng là người thấy những cái ý nghĩa từ những chuyến đi đó đúng và à. cũng có những cái nhận ra hay là những cái chiêm nghiệm về trong những hành trình và nghĩ rộng ra thì đúng là cuộc đời nó là những hành trình và hành trình đó thì có kể có thể là cả cái hành trình vật lý lẫn cái hành trình mà khám phá, hành trình nhận ra. Thế thì trong những chuyến đi đó thì có những chuyến đi nào mà cảm thấy nó ấn tượng như là mình đến một cái vùng đất mới thì mình thấy cái gì ô lạ thế ừ. hay là mình có một cái cảm giác nào mà khiến cho một cái chỗ đấy nó cho mình một cái sự nhận ra nào không? À, thực ra là một khi mình đã đi nhiều ấy thì chắc chắn là mình sẽ có rất nhiều các trải nghiệm khác nhau. Thì mình cũng có trao đổi qua vào cái tập postcard lần trước ấy có những trải nghiệm rồi. Thì hôm nay mình nói thêm một số các trải nghiệm khác của mình. Ví dụ như là uh, trong cái thời gian mình đi Nam Cực trong vòng một tuần đấy thì là hoàn toàn cắt đứt cái gọi là tất cả các cái lo lắng mình để hết lại sang một bên điện thoại cũng không dùng được thì lúc đấy hoàn toàn là mình sống với thiên nhiên sống với cả thực sự là mình chỉ khám phá và mình hiểu đọc hiểu nghe hiểu nhìn cảm nhận chứ mình không hoàn toàn không không bị tác động bởi cái, cái xã hội bên ngoài không bị ấy lúc đấy thấy con người của mình nó khác hoàn toàn khác Ờ, uh, uh, Nam Cực là sau. một trải nghiệm rất là lạ, rất là chỉ khác xác. đúng không ạ? Đúng Ở đấy lạnh lắm đúng không ạ? Ờ, uh, rất lạnh, rất lạnh nhưng mà nếu mà đối với những người mà như tôi là thích cái lạnh thì lại là rất hợp. <laughs> Điều đó cũng lên tưởng đến một cái chuyến đi của mình là đi leo núi Himalaya ừ. cũng trong gần 2 tuần là cách biệt với thế giới bên ngoài và mình cũng chỉ thấy là núi trời tuyết rồi những thứ trải nghiệm mà nó không có trong đời sống hàng ngày thế thì uh, cái 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 việc đấy khiến cho mình nhận thấy là à ở trên cái, cái trái đất này nó còn có những nơi khác nó còn có những uh, cái bối cảnh hay những con người hay là phong tục hay là nó rất là khác biệt thế thì uh, khiến cho mình rồi mình thấy một cái sự hữu hạn khi ừ. mà mình đứng trong mình một cái không gian nó rất là rộng lớn trời mây tuyết uh, ừ. thì mình thấy mình rất là nhỏ bé và và cuộc đời nó rất là hữu hạn hỏi vui một chút hà có bao giờ hà hối tiếc về điều gì trong các chuyến đi đấy không thực ra hồi... như là mình dành nhiều thời gian quá nhiều cho đi mà mình không còn cơ hội cho những việc khác chẳng hạn thực ra hối tiếc thì chắc trong cuộc đời đến tuổi với anh uh, em mình thì chắc chắn là mình sẽ phải có những hối tiếc rồi đúng không nhưng mà hối tiếc thì đối với tôi thì là tôi sẽ hay để nó qua ở bên tại vì thực ra là chắc chắn là mình sẽ hối tiếc rồi nhưng mà mình nên nghĩ về những cái tốt đẹp hơn để mình hoàn thiện con người mình hơn còn uh, thế còn thuận thì sao có có những chắc chắn là cũng có những cái tiếc rồi có lúc như mình nghĩ là đôi lúc mình đi mình đi chỉ là nói, nói vui là đi để check in tức là mình có chỗ mình đến đấy nhưng mà mình không có thời gian để trải nghiệm hay mình nghĩ rằng là có thể mình đã đi nhưng mà mình phải dành thời gian để tìm hiểu cái chỗ đó hay là mình phải đến đấy mình phải thực sự khám phá nó ừ. còn nếu mình đến đấy mà mình mình chỉ dừng lại ở góc độ nhìn bên ngoài ừ. hoặc là mình chỉ chụp ảnh thì mình chưa khám phá hết Nên có những gỗ nhiều chỗ mình tiếc là đã kể mình có thể tìm hiểu kỹ hơn ừ. bởi mình thực sự là mình không có cơ hội đặt chân lại chỗ đó ừ. thế thì cái thời gian mà mà hà coi như hà đi khắp cả bốn châu rồi đúng không đúng rồi năm châu khắp năm châu cả cả châu năm cực nữa à, rất là ấn tượng thế thì với cái người những người trẻ bây giờ thì họ cũng có rất nhiều những chuyến đi ừ. mà có thể nói là trong giới trẻ cộng đồng người ta đặt ra các mục tiêu là năm cực một đỉnh ừ. tức là ở việt nam ấy, ừ. tức là uh, ờ à, mình nhầm bốn cực một đỉnh tức là là là, là 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 Bắc Nam Đông Tây của Việt Nam đồng ừ. thời là một đỉnh là Fansipan và Fansipan là leo leo chân đó thế thì thì họ cũng những người trẻ đều rất thích những chuyến đi ừ. thế thì với những người trẻ mà đi như vậy thì nếu mà coi như là mình là một người thế hệ đàn anh đi trước đây, thì Hà có thấy rằng là có 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 họ có lời khuyên hay là có những cái góc nhìn nào mà khiến cho họ có những chuyến đi không à, lời khuyên đối với người trẻ thì chắc chắn rồi vì càng trẻ thì chúng ta nên càng trải nghiệm nhiều trải nghiệm nhiều thì mình hiểu biết là mình cái sự hiểu biết của mình còn còn quá bé là mình phải học hỏi rất thêm rất nhiều thứ nó nó sẽ, sẽ cho mình cái cảm giác là mong muốn học hỏi hơn được khám phá nhiều thứ hơn và càng đi nhiều thì đầu óc mình sẽ càng mở ra và mình sẽ càng thấy là phải uh, bao dung phải chấp nhận các sự khác biệt khắp nơi thì đối đối với người trẻ càng trải nghiệm nhiều là càng tốt nhất là không nên sợ những cái gọi là sự thay đổi không nên sợ những cái điều mà mình không nhìn thấy trước ừ. được đấy là những cái càng trẻ thì chúng ta nên càng phải trải nghiệm dấn thân hơn, đúng không dấn thân hơn tôi phải hiểu là dấn thân ngay cả không chỉ là trong những chuyến đi đâu kể cả trong đời sống trong công việc cũng thế đấy. chúng ta nhiều lúc chúng ta bảo là ôi tôi sợ tôi sợ tôi không làm được tại sao mình nói là mình sợ không làm được mình phải thử phải thử thì mình mới biết được là mình có làm được hay không và thất bại thất bại là tất cả những chúng ta đều phải trải qua thất bại là cái chắc chắn trong cuộc đời rồi. Đúng không thuận. Có thể thấy là hà hài lòng với con đường mình đi với những cái nơi mình đã đặt chân và ừ. những cái mục tiêu mà mình hướng tới ừ. và hà vẫn tiếp tục đi chứ. À, cái đấy là chắc chắn rồi vì cái mình vẫn trước giờ mình vẫn đang sống với cả niềm đam mê của mình. Ngay cả công việc mà mình lựa chọn là làm về du lịch ấy, thì cũng gắn bó với niềm đam mê thì cái công việc nó cũng giúp cho mình tiếp tục đi được nhiều nơi thêm nữa và sống với đam mê mày thực hiện được công việc của mình. À, ta nói một chút về công việc đi, ừ. tại vì khi mình đặt ra vấn đề đi như thế, ừ. mình cũng ủng hộ cái quan điểm là tuổi trẻ là dấn thân và trải nghiệm Đúng và rồi. trải nghiệm nhiều nhất là qua những chuyến đi. Đúng rồi. Nhưng mà có rất nhiều bạn trẻ đặt ra một cái là vậy thì em bận như thế Đúng và rồi. làm sao em đi được ừ. và tiền đâu mà đi. <laughs> ờ, thế thì hà có cảm giác như thế nào khi mà họ người trẻ đặt ra những cái câu hỏi thế và có giúp được họ qua cái câu trả lời không nào không? Thực ra như như kiểu cái bản thân mình ấy ngay từ hồi mình còn trẻ và mình cũng có đi làm ở công ty nhà nước thời gian đầu tiên là mình có làm công ty nhà nước và cái cái um, số lượng ngày nghỉ mình cũng không nhiều đâu nhưng mà thực ra là mình đã sắp xếp được công việc sắp xếp được cái thời gian để mình đi để ví dụ như là mình tận dụng những ngày nghỉ lễ chẳng hạn. Tết hay là 30 tháng 4, Một tháng 5 là những cái dịp mà nghỉ lễ, mình sắp xếp mình tranh thủ những thời gian đó để mình đi tiết kiệm ngày nghỉ nhiều nhất có thể. Còn tiền thì đương nhiên là mình phải biết cách tiêu tiền. Đối với người trẻ ấy, thì các bạn phải biết kiểm soát cái chi tiêu của mình để đặt ví dụ như là chúng ta đã lên kế hoạch là chúng ta muốn đi một nước nào đó một điểm nào đó thì chúng ta phải dành tiền tiết kiệm ra tiêu bớt những thứ không cần thiết đi thì hoàn toàn có thể dành tiền đó để đi chọn chuyến đi đúng không ạ thuận uh, mình nhớ đến một câu là Muốn thì sẽ tìm cách Chính mà xác. không muốn thì sẽ kiếm cớ chính xác <laughs> tức là nếu như mà thực sự mình thấm thiết với một điều gì đó ừ. thì uh, mình sẽ xoay sở một cách để làm được việc đó thì uh, mình thì mình cũng thấy rằng là cái việc mà tuổi trẻ thì có sức khỏe có năng lượng và có sự dấn thân ừ. cho đấy là những cái thứ mà có được những cái bài học và sự tích lũy kinh nghiệm tốt nhất cho cả một cái chặng, chặng đường đời thế thì với cái công việc mà mà làm về du lịch thì nó cũng là một cái điều kiện để cho mình có những cái chuyến đi nó tốt hơn Đúng thế rồi. thì đây có phải là một quan điểm ủng hộ các bạn trẻ lên làm nghề du lịch không <laughs> thực ra là ngành nghề thì thực ra không có ngành nghề nào gọi là xấu hoặc là tất cả ngành nghề đều tốt đẹp đẹp hết chúng ta nên làm cái ngành nghề nào mà thực sự là chúng ta thấy nó hợp với mình nó nó gần gũi với cả cái sở thích của mình nhất có thể tại vì thực ra là chính vì du lịch là niềm đam mê của mình cho nên là đối với mình là chưa bao giờ mình thấy chán khi đến làm việc cả. Tại vì lúc nào mình cũng sống được trong niềm đam mê, đấy là cái trong những cái cốt mình nghĩ là một điều quan trọng là các bạn trẻ nên chọn cái ngành nghề mà các bạn thực sự là sở thích của các bạn mình thì mình nghĩ là các chuyến đi thì có thể nhìn ở các chuyến đi thực tế và ừ. chuyến đi trực tiếp mình trải nghiệm vật lý ừ. nhưng mà nó cũng có một cái ánh xạ là một chuyến đi trong sự nhận thức ừ. trong sự trưởng thành của của, của người trẻ nữa Đúng rồi. thì trong những cái chuyến đi mà mà về sự nhận thức đó ừ. thì hà có nghĩ là có cái sự song hành giữa cái việc là mình đi nhiều thì mình sẽ trưởng thành nhiều hơn hay mình sẽ nhận thức nó nhiều hơn nhanh hơn là một người ít đi không tôi nghĩ là có đấy ừ. và mình càng đi nhiều thì rõ ràng là mình sẽ càng hiểu biết hơn tức là mình sẽ tiếp xúc với nhiều các cái nền văn hóa khác nhau các cái có nhiều các cái thông tin hơn tại vì các cụ hồi xưa có câu trong nghe không mong một thấy đến tận nơi thì mình mới cảm nhận được mình thấy được mới hiểu được chứ còn nhiều lúc mình chỉ nghe qua ấy thì nó sẽ thoáng qua nó sẽ coi như nó sẽ trôi đi nhiều lúc mình không để ý, không để ý và không nhớ đến nữa nhưng mà một khi mình đã trải nghiệm thực tế có những cái trải nghiệm mà mình phải thực sự là đi vào thì mình sẽ thấy mình hiểu hơn là mình sẽ thấm sâu hơn nó có nguy hiểm không nhỉ có khi nào nguy hiểm không ờ, chắc chắn là sẽ có rồi đúng không mình không nào <laughs> nguy hiểm nào nhỉ <laughs> thì uh, thực ra như trong tuần trước mình có uh, trong cái tập tuần trước mình có trao đổi ý thì uh, cái ừ, chuyến đi của mình rất nhiều có rất nhiều các cái tình huống uh, nguy hiểm ví dụ như là mình uh, đấy bị bỏ rơi ở trên biển mà phải lang bơi lang thang suốt 2 tiếng liền ấy thì đấy là tình huống nguy hiểm nhưng mà cái đấy cũng tạo cho mình cái bài học là mình phải luôn giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Tại vì khi gặp nguy hiểm ấy, chúng ta mà không giữ được cái bình tĩnh ấy, thì chúng ta sẽ không suy nghĩ được các cái giải pháp xưng các, các cái vấn đề. Đúng không? nói về nguy hiểm thì mình cũng nhớ một cái lần mà bị bị ngã ở trên núi xuống mà đấy là núi tuyết ở ấn độ à, cái cảm giác mà khi mà mình lúc đấy tuyết nó tan tuyết nó tan và nó chúng ta biết là ban đêm thì nhiệt độ nó lạnh thì ừ. tuyết nó đông lại ừ. thế khi bắt đầu xuống thì là tuyết nó tan và khi nó tan thì là mình dẫm chân vào một cái hố tuyết mà nó 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 không đủ sức giữ mình ờ và nó mình có, có một vài giây làm bàng hoàng là nó cứ trôi rơi tuột xuống nhưng mà từ đó nhưng mà vẫn còn đến bây giờ bởi vì sao vì bởi vì những người leo núi đều cột nhau vào một cái dây và khi mà một người rơi thì còn bốn năm người còn lại là họ vẫn giữ lại được từ đấy mình chiêm nghiệm ra mình thấy rằng là sau cái cú ngã gần chết đấy ừ. thì mình gần cú ngã mình thấy rằng là ở đời cũng như thế nếu như mình cũng chắc chắn là mình cũng có lúc sẩy chân mình cũng lúc ngã nhưng mà mình vẫn còn một cái mối liên hệ ràng buộc nào với một cái nhóm nào đó hay với những người nào đó có những người mà họ sẽ cứu mình khỏi những cú ngã như thế Đúng rồi. thì từ những cái chiêm nghiệm của cá nhân thế mình cũng thấy là những chuyến đi hay những cái sự kiện nó xảy ra ấy nó cũng có một cái ánh xạ nào đó với cuộc đời và những chuyến đi vật lý trải nghiệm nó cũng có ánh sạ nào đó với những chuyến đi về nhận thức của con người về chiêm nghiệm về đời sống Đúng rồi. Ừ rõ ràng các chuyến đi kể cả của thuận hay mình đều giúp cho chúng ta học những bài học đúng không và ừ. thấy rõ ràng là giúp giúp ích vào trong cuộc sống của chúng ta về sau. À, chúng ta đi một mình hay chúng ta đi với những người khác, cái đấy thì cũng là tùy chuyến. Như mình đã từng trải à, trao đổi ấy, thì đi một mình nó cũng có cái hay của đi một mình. Đi một mình là giúp chúng ta à, tiếp xúc nhiều hơn với cả bản địa, tức là ví dụ như là mình sẽ sẵn sàng nói chuyện với nhiều hơn với cái dân địa phương, hiểu biết hơn về văn hóa khi chúng ta đi với bạn bè thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm tập thể, trải qua những cái vấn đề như thuận vừa trao đổi ấy, là có thể giúp đỡ nhau trong những khó khăn. Thì đấy là cả hai cái mình đều thấy là hay hết. Và chúng ta nên trải nghiệm cả hai. Nên uh, thử đi một mình. Có một và có nên một nên câu đoạn. là muốn uh, đi nhanh thì đi một mình và muốn đi xa ừ. thì đi cùng nhau. Đúng rồi. chủ đề của chúng ta là nói về những chuyến đi mà. Ừ. Thế thì uh, mình thì mình cũng trải nghiệm những chuyến đi một mình ừ. và những chuyến đi cùng đồng đội thế thì với những cái chuyến đi mà một mình thì mình thấy mình nghĩ được nhiều hơn ừ. mình uh, nhận ra và chiêm nghiệm nhưng mà thực sự rất là buồn à, chính thực chính sự rồi. rất là buồn chính xác à. <laughs> thế thì hà có thấy buồn với những chuyến đi không bởi vì hà chắc là cũng cho đi một mình đúng không thực ra là cái thời gian đầu tiên hồi mới đi thì mình cũng sẽ cảm giác buồn nhưng mà về sau là mình biết cách để mình bỏ cái nỗi buồn này đi tại vì một khi mà mình đã đi một mình nhưng mà mình lại không ở một mình ví dụ đi mình như thực sự, sự là lúc mình đến mình sẽ gặp những người đồng hành khác người ta cũng đi độc hành đấy là mình tiếp xúc với người ta và mình học hỏi thêm nhiều điều từ người ta ừ. và đi mình xong mình cũng có khả năng nói chuyện trao đổi với cả người dân địa phương ấy thì mình sẽ hiểu biết hơn văn hóa ừ. đấy là những cái hay của đi cùng mình ừ. cho nên là thực ra những các bạn trẻ thì không nên ngại đi cùng mình phải thử thử nghiệm thực sự là nên thử không nên sợ là đi cùng mình buồn đâu lúc đầu có thể buồn nhưng mà nếu các bạn sẵn sàng uh, mở lòng ra thì ừ. trao đổi nhiều hơn đi Uh, gặp gỡ nhiều người hơn đi thì các bạn sẽ không thấy buồn. Nữa. Uh, các cái chuyến đi một mình thì uh, nó sẽ chắc chắn là mang lại nhiều cái, uh, nhiều cái suy nghĩ và nhiều cái uh, nhận ra. Bởi vì mình không có ai nói chuyện thì mình sẽ nghĩ nhiều hơn mà. Ừ. Mùa mình ít nói thì đầu mình <laughs> sẽ phải nghĩ nhiều hơn. <laughs> Đúng không? <rồi đấy. cười> thì ở trong đâu đó trong cuộc sống cũng như thế. Mình nhận ra cái việc đấy. Tức là nếu như mà mình À, cuốn theo tất cả những cái cuồng về công việc và đời sống và mình luôn luôn tương tác với tất cả những cái môi trường xung quanh và mình không có lúc mà mình ngồi mà mình vẫn nói vui là một cái team ba người Team ba người là me myself and i, à. tức là team của chính chúng ta thôi. <laughs> rồi. Thì chúng ta không có sự đối thoại với chính mình và chúng ta không bởi vì là khi mà chúng ta nói thì chúng ta không có nghĩ. Thế thì chúng ta chỉ có một mình thì chúng ta bắt đầu mới nghĩ nhiều. Ừ. Thì thì trong các chuyến đi như mình, mình đồng ý với Hà nó mình có thể kiểm soát được cái nỗi buồn của mình. Ừ. Tất nhiên là tùy theo tính cách của mỗi người nữa. Nhưng mà là cái việc mà mình sẽ có thể là sẽ nghĩ được nhiều hơn đúng không đấy. Ừ. chính xác đó ừ. à, dành cho bản thân những cái thời gian để suy nghĩ để sống tức là để uh, suy nghĩ và hiểu và các cái thấu đáo và các cái cuộc sống của mình cũng là một cái điều rất hay ừ. với với những chuyến đi đó thì uh, có khi nào mà mình thấy rằng là lẽ rằng mình không đến đến chỗ đó không? <laughs> thực ra là có rất nhiều các cái chỗ mà lúc đó ví dụ như là mình cái đợt mình đến uh, Kenya mà buổi tối mình đi lang thang ở trong thủ đô Nairobi ấy, Kenya thì ừ. là nói chung là khá là nguy hiểm. thì tại vì ở đấy nó khá như là cướp giật buổi oh. đêm thì mình cũng đang hiểu tại sao mình lại ở đây tại sao mình lại làm gì ở đây thế này. Ừ. Uh, nhưng mà rồi cái đấy nó cũng qua. tại vì uh, thực ra thì như mình nói lúc đầu ấy bao giờ cũng sẽ có nguy hiểm và thực ra là mình cố gắng để tránh nguy hiểm nhất có thể uh, nhưng mà nó cũng là một phần của chuyến đi chúng ta phải chấp nhận điều đó à, mình liên tưởng đến một cái chuyện chuyến đi và liên tưởng đến cái câu chuyện mà chúng ta có thể chia sẻ lại gì cho những người những người trẻ về sau thì uh, tự nhiên liên tưởng đến câu của bác Hồ nói tức là uh, các chú không nên giống bác ạ ở một số điểm, trong số có một số điểm có điểm là con nên là... hút thuốc. Thế thì chúng ta cũng dành là những người dành thời gian rất nhiều cho các chuyến đi. à đi được 110 nước rồi, Đúng mình ra. cũng ngoài 40 nước rồi. Đúng rồi. Thế thì với những người trẻ mà chúng ta nên khuyên họ thế nào nhỉ? Chúng ta nên nghĩ thế nào nếu như mà nói họ hỏi là chúng, bọn em có nên đi nhiều như các anh không? <laughs> Thực ra là mình nghĩ là cái gọi là chất lượng hơn số lượng ấy, ừ. không cần nhất thiết là phải đi quá nhiều nước đâu nhưng ừ. mà các bạn đi các bạn trải nghiệm thực thực tế cuộc sống văn hóa hiểu biết hơn mở mang hơn đầu óc là điều có tốt, gì nhất có thể nhưng mà không nhất thiết phải đi quá nhiều nước, cái đấy là mình thì mình nghĩ là cái việc đi đấy nó hoàn toàn có thể kết hợp với sự trưởng thành của người trẻ ừ. qua học tập. Ừ. và làm việc ừ. và phát triển chứ Đúng không rồi. phải nhất định là cứ cứ mà đi du lịch mới là đi Đúng rồi. cá nhân mình thì mình uh, có thời gian đi hơn 40 nước nhưng mà mình có thời gian đi nhiều là bởi vì mà do công việc hơn là đi du lịch uh, mình làm việc tại ý mình học tại úc mình làm việc tại sinh ừ. và lúc đó thì mình tranh thủ những cái thời gian đó để mà mình đi ừ. chứ không phải tự nhiên mình ở việt nam mình đi ừ. thế thì đâu đó các bạn trẻ có hay nói chuyện thì mình cũng nghĩ là có thể là các bạn hãy tìm một cái cách nào đó để đi học hay là những chương trình ờ. nào đó, những chương trình trao đổi đúng hay là tức là muốn thì mình có thể sẽ tìm được cách đúng không? Đúng Chứ không nhất không định là sẽ cứ phải là cách. sách vali lên và đi theo ừ. con đường du lịch đúng đúng mà rồi. chúng ta hoàn toàn có thể là kết hợp những chuyến đi đó cùng với sự phát triển và trưởng thành của bản thân đúng không? Đúng không Thực ra như kiểu mình là có thời gian du học tại Pháp thì mình thấy là cái thời gian ở nước ngoài uh, sống ở nước ngoài giúp cho mình cũng học hỏi và nhiều biết đó cũng mở mang hơn nhiều thì nếu mà các bạn trẻ mà có điều kiện thì cũng nên cũng nên uh, tìm như thuận nói ấy, là tìm cách uh, sống hoặc là đi công tác hoặc là một thời gian ở nước ngoài như thế để cho mình uh, ở càng ở càng lâu ấy thì mình sẽ càng hiểu biết hơn cái cái chữ du học à nói đến chữ du học thì cái chữ du học nó có chữ du và chữ học thế thì uh, ngày trước thì du học là một cái thứ thực sự là du thì mới học được bởi vì là mình có đi ra nước ngoài thì mình có cơ hội tiếp cận những kiến thức đó Đúng thế nhưng mà ngày nay thì cái kiến thức nó rất là mở và gần như là mọi thứ đều có thể học từ xa hoặc là nó kiến thức thậm chí là miễn phí ở trên mạng Đúng thế thì cái chữ du học mới đặt ra là vậy thì đi để du hay đi để học thế thì <laughs> nếu mà vấn đề đấy thì hà nghĩ sao mình nghĩ là cái chuyện mà đi ở đi học ở nước ngoài không hẳn chỉ là học ở trong trường đâu phải học ở đấy đâu ừ. à, mình học ở bên ngoài học ở ừ. xã hội ừ. học ở cách mình giao tiếp với dân địa phương cách mình sinh sống với địa phương để mình hiểu biết hơn về các văn hóa các nước và mình nhìn được là à, ừ, họ suy nghĩ khác mình nhưng họ không phải suy nghĩ giống mình đâu ừ. họ sống kiểu khác mình cùng cùng một điểm nhưng có thể là suy nghĩ là khác nhau ừ. cho nên là chúng ta cũng phải chấp nhận cái sự khác biệt hoặc là chấp nhận hòa đồng hoặc là cởi mở hơn hòa đồng và cởi mở thì vẫn phải vượt qua hàng rào ngôn ngữ Chỉ mình ra. biết là hà nói được tiếng anh và tiếng pháp Đúng rồi. thành tạo cả hai tiếng thì uh, nói chung là hai tiếng đấy thì khá phổ biến rồi ừ. và mọi người đều nói được tiếng anh thế có những vùng nào mà mình thấy là cả hai tiếng nó không dùng được và Ôi, nhiều, mình, lắm. <laughs> nhiều lắm ví dụ như trong tình huống nào uh, có những cái lúc mà mình đi ở bên châu phi mà mình vào mấy cái làng của dân tộc uh, bản địa thì là người ta không nói tiếng Anh và người ta không nói tiếng Pháp. Nhưng mà may quá bây giờ thời đại công nghệ mới ấy. Nó có cái điện thoại. À. Có Google Translate. Là chúng ta cứ tải ứng dụng về là chúng ta có thể trao đổi với họ được. À. Đấy là một cách... Tức là, <laughs> Thế là bây giờ để... không không có vấn đề lớn về hàng rào ngoại ngữ Bây giờ là đúng cái đúng hàng rào ừ. về ngôn ngữ nó cũng được giảm bớt rất nhiều nhờ cái công nghệ càng ngày nó càng hiện đại. <laughs> Chứ cái thời mà... <laughs> thời đầu tiên mà tôi mới đi du lịch hồi đó, đi du lịch bụi á thì hồi đấy uh, làm gì có các thông tin trên mạng đó làm gì có internet làm gì ừ. có các cái hội trợ làm gì có điện thoại thông minh ừ. cho nên là hồi đấy là chúng tôi đi du lịch là bao giờ cũng mang theo một quyển sách hướng dẫn du lịch ừ. và cứ tìm thông tin cứ mở ra không đến thế thôi nhưng mà à. bây giờ là các bạn trẻ là có rất nhiều các cái hội trợ từ thông tin này rồi công nghệ này, điện thoại nói chung là không còn lý do gì để bảo là ơ tôi không đi được khó khăn quá tôi không đi được nữa đúng không Thế, thế khi với những cái chuyến đi đấy thì mình có mình có tiêu chí nào hay mình có cách lựa chọn như thế nào để để một nơi mình đến không hay là mình cứ đến theo cách là ví dụ mình thấy là ở chỗ đấy nó có một cái sự kiện đó hay là mình chỗ đấy nó có một cái nét gì đấy ở chỗ khác không có thì mình mới đi hay là mình có những điều kiện nào không đối với cá nhân tôi thì nó nó thay đổi theo thời gian thì thời gian đầu là tôi đi theo cái sự ưa thích của tôi ví dụ như là Tôi đến Brazil vì tôi muốn khám phá rừng Amazon. à. tôi đến Ai Cập thì tôi thích khám phá kim tự tháp, thế là cái thời gian đầu tiên. Thế càng đi nhiều ấy thì rõ ràng là những cái điểm mà nổi bật như thế nó sẽ hết. Ừ. Thì lúc đấy tôi lại đi khám phá là các điểm mới của đất nước thôi. Ví dụ kể cả một đất nước không có các điểm gọi nổi tiếng thế giới đi, nhưng mà nó cũng là một cái điểm mới lạ đối với tôi là mới lạ để khám phá một cái điểm như là ví dụ như là ở ngay trong Đông Nam Á thôi, ừ. Đông Timor chẳng hạn, ừ. là một cái đất nước mà chắc là người Việt mình cũng chưa đến nhiều đâu, nhưng mà nó đến... rất nhỏ đúng không? Nó, nó tách nhỏ lắm. Indonesia nó... Mà. Ừ. nó mới giành được độc lập thì nằm ngay sát Indonesia đó. Thì uh, đến đấy để biết là tại sao họ lại muốn tách ra khỏi Indonesia chẳng hạn, thì ngồi nói chuyện với dân địa phương mình sẽ hiểu rất nhiều thứ. Uh, đất nước họ còn rất nghèo, nghèo hơn mình ra mình rất nhiều và cơ sở hạ tầng còn chưa phát triển thế nào. Nhưng mà một cái điểm Ờ, đến tôi thấy là khá hay để đến để xem những cái điều mới lạ các phong cảnh uh, con người ừ. nó có một cái câu mình chợt nghĩ tế là uh, thế giới rộng lớn như một cuốn sách mà những người không đi thì chỉ đọc được có một trang thế một trang. <laughs> thì Hà đã đọc được rất nhiều trang của các cuốn sách ấy rồi uh, Hà có nghĩ là từ cái cuốn sách ẩn dụ đấy mình sẽ viết một cuốn sách nào đó thực tế ừ. về những cái chiêm nghiệm của mình qua những chuyến đi hay những cái lời khuyên gì cho những cái người trẻ không bởi vì là không ai không phải ai cũng có những cái cơ hội mà trải nghiệm nhiều nước đến như là Hà ừ. có tôi cũng đang uh, viết dần các cái trải nghiệm của tôi với thành để thành một cuốn sách thì cũng mong muốn là để lại các kinh nghiệm của mình ý. kinh nghiệm uh, đi rồi các cái uh, tình huống mình đã gặp và ừ. uh, mình đã ứng xử như thế nào để cho các bạn trẻ uh, thấy là không nên sợ hãi không nên uh, lo lắng về các cái vấn đề có thể phát sinh vì mọi, mọi tình huống đều có vấn đề có thể giải quyết được thì uh, ví dụ như cả cái chuyện mà đợt covid mà tôi bị mắc kẹt hai tháng ở fiji à. là đợt lúc đầu là cũng bị rất là bị hoang mang nhưng mà tôi lấy lại bình tĩnh khá là nhanh thì mà lúc đấy không hề biết là hai tháng đúng không lúc đấy là không thể biết hai tháng lúc chỉ biết không, là không không thể, không, thể không biết về, bao giờ sẽ đi được không, đúng không biết bao giờ đi được ừ. ở chỉ, giữa một nước quốc gia đảo xác ở giữa, giữa thái bình quốc dương gia đảo và mình mình không nói tiếng bản địa và không quen biết bất kỳ một ai ồ thế nhưng mà đấy thì nó trong những cái mà mình phải trải nghiệm qua mình mới biết là hoa oh, rình có thể sống như thế được và trong hai tháng đấy lại học hỏi được rất nhiều tức là mình không bị mắc kẹt được. covid ở một quốc gia đảo giữa Thái Bình Dương đúng rồi và mình không biết là bao giờ thì mình bay được không cả. biết bao giờ mới được bay về <laughs> à, à, cũng đã trải qua được hai tháng ở đó xong <laughs> cũng 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 lúc đó chắc là cũng nhiều tâm trạng đấy tại vì nếu mình đặt đang ở trong một tình huống mà mình đang ở một nước mà à, không biết bao giờ mình mới đi được và bị phong tỏa ở một nước một nước lạ thì cũng thế nên là tôi mới nói là trong mọi tình huống là mình đều giữ bình tĩnh ừ. thì là thực sự lúc đầu tôi cũng bị cuống nhưng mà tôi lấy lại bình tĩnh khá là nhanh thì để mình chấp nhận là ôm mình không đi được thì thôi mình chấp nhận là mình sẽ phải ở lại đây. Ừ. Thế nên mình lại tính kiểu khác mình lại tính là ôm ở đây thì mình làm nào để tiết kiệm chi phí nhất thì vì lúc trong thời gian ở lại thì mình sẽ không thể kiếm được tiền ừ. thì thời hiểu covid thì mình không thể nào tìm được uh, ừ. ở bản địa được. Thế là mình phải tính toán làm thế nào để cho mình uh, ở được rẻ nhất, ăn uống ừ. rẻ nhất, tiết kiệm nhất ừ. và làm nào để tránh được gặp covid chẳng hạn đấy. À thì... tức là ngoài cái hiểm, cái hiểm họa về covid thì còn có hiểm họa phải toan tính về cân đối chi phí đúng không ạ? Tức là không xác. phải là mình là một người mà đừng không có gì phải lo về tiền mà mình cứ thế mình đi thôi mà rồi. mình cũng phải cân đối qua các chuyến đi phải để mình trải nghiệm đúng không đúng ạ? Xác. <laughs> có rất nhiều bài học mình đã học được qua những chuyến đi đó. Ừ. Trong những bài học đấy thì có những cái không biết là cả có nhớ đến tình huống nào mà trong một 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 bối cảnh nào đó ở một nơi nào đó mình đi ấy thì khiến cho mình chật nhận ra một cái điều gì đấy là bởi vì cái bối cảnh đấy không ừ, thực ra là hay là mình đi nhiều quá mình cũng không có lúc nào mình nhớ hết được cái đấy nữa thực ra là tại vì đúng là mình ừ. do tôi đi khá là nhiều cho nên ừ. là quá nhiều trải nghiệm làm cho mình cũng không, không còn có những cái <laughs> ấn tượng như là thuận nói nữa ừ. thì uh, thực sự ra là mỗi chuyến đi đối với tôi nó đều là một cái trải nghiệm À, có một cái điều mình tiếc qua những chuyến đi của mình nữa là mình không kịp mà ghi lại những cái mình trải nghiệm tại lúc đó mà mình chỉ kịp chụp lại những ảnh thôi mà chụp ảnh thì sẽ bị lãng quên à, lúc đấy mình chỉ nhớ ảnh ví dụ mình nhìn thời ảnh mình đi mấy nước ở Israel ừ. hay là ở Manta hay là ừ. những cái nước mà nó hiếm người đi ấy. Ừ. thì mình chỉ nhìn lại thì mình... à lúc đó mình ở đó chứ còn mình sẽ không không nhớ lại được là à lúc đấy mình đã suy nghĩ như thế nào hay là thì cái đấy cũng là một điều mà mình nghĩ là là tiếc không biết hà có thói quen ghi lại những cái đấy không hay là à, cũng chụp ảnh thôi có tôi cũng có thói quen ghi lại các cái nốt nhưng mà trước là mình hay chỉ ghi nốt những cái điểm gọi ừ. là điểm nhấn của cái ngày hôm đó thôi ừ. chứ mình không viết hẳn thành một bài dài ừ. thì uh, viết điểm nhấn xong về sau mình có xem lại thì mình vẫn nhớ lại các cái sự kiện đã xảy ra trong ngày hôm đó cũng cũng là hay. À, ý thuận rất đúng đấy, chúng ta nên um, chạy đi thì chúng ta nên viết lại để về sau mình còn nhớ Để có thể chia sẻ với người khác. Uh, giúp mọi người có thể giúp kinh nghiệm được từ các cái chuyến đi của mình. Có cái cuộc đời cũng là những chuyến đi và nhận ra cũng là những chuyến đi và đúng là ngày nay thì mình chúng ta không có cái thói quen là ghi lại nữa rồi mà chúng ta cuốn theo À, nếu như thế hệ của cha chú mình đâu đó còn có những cái à, à, không biết thế hệ của à, khu vực của Hà thì có việc đấy không nhưng mà như của mình thì thỉnh thoảng mình nhớ lại những cái khoảnh khắc ngày nhỏ ấy mình đọc được những cái cuốn nhật ký ừ. của à, thế hệ cha chú mình ấy thì mình thấy nhiều cái trang nhật ký nó rất là cảm động bởi vì là họ thì không có những chuyến đi như chúng ta nói bây giờ đâu. Đúng rồi. Những chuyến đi của họ đấy là những chuyến đi uh, về sự nhận thức Đúng rồi. và cũng có thể là những những chuyến đi ra chiến trận một đi không trở lại. Đúng rồi. Uh, đọc những cái trang nhật ký viết bằng bút máy thông thường viết ừ. bằng họ không có nhiều các cái các cái dụng cụ mà để thể hiện như bây giờ đâu đơn thuần là những nét bút viết tay thôi Đúng rồi. và những hình vẽ các thứ đều là viết tay Đúng thì rồi. mình thấy những giá trị đấy nó nó là cái thứ đấy nó rất là lưu lại và nó nó rất là nhiều cảm xúc cho cả cái cái người đọc thì đâu đó là mình nghĩ là ngày nay cuộc sống nó nhanh quá à, người ta cuốn theo những chuyến đi vật lý và cuốn theo những cái chuyến đi mà uh, mà người ta buộc phải theo trong cái môi trường cộng đồng đấy tức là ví dụ như công việc deadline áp lực rồi uh, phát triển rồi tiền bạc rồi uh, hạnh phúc rồi rất nhiều những cái đó thì hà uh, có nghĩ là chúng ta cũng cũng có thể là nên bằng cách nào đó ghi lại không? Có bao giờ Hà tự tự quay video tự sự về những kiến đi không? <laughs> đó là ý tưởng hay đó. Tôi tôi nghĩ là chúng ta đôi lúc không hiểu muốn bản thân chúng ta đâu mà tất cả mọi người nên dành cho bản thân một thời gian để sống chậm lại. Ừ. Sống chậm lại để suy nghĩ về những cái mình đã trải qua và uh, nghĩ về cái các cái điều tương lai thì sống chậm là một cách rất hay. đừng để có cuộc sống cuốn nhưng mình đi quá cuốn đi quá thì uh, đến một lúc mà mình mình cứ bị cuốn đi thì mình không thể suy nghĩ được mình cứ theo cái gồm cuộc sống như thế chính vì thế là thỉnh thoảng phải cho chúng ta là một cái, cái, cơ hội để sống chậm lại nhưng mà nếu đi nhiều quá có phải là một sự cuốn đi không đi nhiều quá thực ra là cũng tùy thôi nhưng kiểu tôi đi là vì vừa vì đam mê vừa kết hợp công việc uhm. cũng không hẳn là mình bị cuốn đi mà là đấy là lựa chọn của mình lựa chọn của mình để đi về về công việc và Uh, tiếp tục gọi là <laughs> giải, giải, giải tỏ cái đam mê niềm đam mê của mình uh, người ta hay nói đến cái việc cân bằng trong cuộc sống À, cái chuyến đi đấy cũng có thể là một cái cái hình thức để mà chúng ta đạt được sự cân bằng nhưng mà mình thì mình nghĩ là cái sự cân bằng ấy nó là khác nhau giữa những cái kiểu người khác nhau Đúng rồi. có những kiểu người mà chín cho gia đình mới là sự cân bằng Đúng mình nghĩ đấy cũng là một điều tốt Đúng rồi. À, còn có những người thì họ tìm thấy họ ở trong đám đông mới là sự cân bằng còn họ rất sợ một mình à, có những người thì sự phát triển trong công việc à, như người nhật đó, ừ. họ gọi là tình yêu của tôi là công việc là của tôi, công tôi. Việc. và họ làm việc rất nhiều tiếng một ngày thì đấy mới là cái ý nghĩa cuộc sống của họ hay là những người trẻ bây giờ nhiều người cũng nghĩ là uh, tôi uh, kiếm được rất nhiều tiền sau đó tôi sẽ nghỉ hưu sớm thì uh, trong đó là những người Nhật thì mình thấy là họ đến bảy tám tuổi rồi À, họ vẫn họ vẫn tiếp tục tạo giá trị và vẫn đi bám sát với công việc mình vừa xong một cái hội thảo và nó có nói một câu chuyện của uniqlo của nhật ừ. và cái uh, vị ceo là uh, zaynai ông ấy bảy mấy tuổi rồi à. mà ông vẫn hàng hàng ngày ông ấy vẫn làm việc và ông ấy thường xuyên có những chuyến đi ừ. chuyến đi đến các cửa hàng xem hoạt động nó như thế nào thế nên thì đâu đó nó cũng có những suy nghĩ nó khác biệt nhỉ giữa ừ. những cái thế hệ của của những người lớn tuổi và người bây giờ và nhiều ừ. người bây giờ họ nghĩ là họ rất giỏi Và họ kiếm rất nhiều tiền cho họ họ tự hào với việc là họ kiếm được rất nhiều tiền rất là ừ. nhanh và họ nghĩ là thôi thế là mình mình hưu sớm <laughs> thế thì hà nghĩ sao về việc đấy thực ra là mỗi người nó sẽ có một cái quan điểm khác nhau và ở uh, mỗi thế hệ là nó suy nghĩ họ cũng sẽ khác nhau nữa uh, đối với tôi thì tôi thấy là chúng ta nên cân bằng trong cuộc sống tức là kiếm tiền là đương nhiên là ai cũng mong muốn là kiếm nhiều tiền nhất có thể rồi nhưng mà chúng ta phải nên dành thời gian để cho cơ thể nghỉ ngơi để tại vì thực ra là chúng ta một để khi chúng ta để cơ thể nghỉ ngơi và chúng ta có những chuyến đi nó sẽ giúp cho chúng ta đó mà thư giãn hơn lúc quay lại công việc nó làm sẽ tốt hơn ừ. ờ, nếu mà cứ ai cũng nghĩ là kiếm nhiều tiền xong về sau về già hưởng thụ thì lúc về đến ra là chúng ta không thực sự không hưởng thụ được đâu <laughs> Bây giờ, về, già, về già thì chúng ta chắc chỉ ngồi trông con cháu thôi à. Chứ còn nếu mà muốn thực sự hưởng thụ là chúng ta phải vừa kiếm sống ừ. và chúng ta phải vừa đi hưởng thụ cùng một lúc tức là không để cuộc sống của mình không kiểm soát để... bởi những con số chính xác <cười> <cười> chính xác à, có một câu khác mình cũng chợt nghĩ tới là hãy khi về già hãy có một hãy có một tập bộ sưu tập những cuốn hộ chiếu được đóng dấu nhiều trang hơn là một cái số tài khoản ngân hàng dài nhưng mà đúng thực đó. tế nó phải cần cả hai đúng không cả hai chính xác đấy là điều tất cả mọi người đều mong muốn rồi. Ừ. <laughs> hơi tế nhị một chút nhưng mà có bao giờ hà nghĩ rằng mình sẽ đủ rồi và mình không đi nữa không khi là hết các nước trên thế giới hay là thế nào không thực ra là đối với tôi thì hết các nước trên thế giới nhưng mà cái hành trình của tôi sẽ vẫn tiếp tục, tục tại vì là tôi là con người mà khám phá một đất nước không chỉ là một lần tại vì một đất nước à. nó có quá nhiều thứ để khám phá ok ví dụ như nước nào hà đến nhiều lần rồi nhỉ có rất nhiều nước tôi đến nhiều lần ví dụ như là trung quốc chẳng hạn trung quốc mình có... chủ đích đến nhiều lần Ừ. ấn độ những cái nền văn minh đấy là họ có rất nhiều cái sự đa dạng và có rất nhiều điều để mình tham quan học hỏi cho nên là không nhất thiết là phải gói gọn lại là một chuyến đi chúng ta có thể đi thành nhiều lần đi thành nhiều chuyến đối với tôi thực sự là tôi đi nhiều nước nhưng không phải là để đếm nước đâu mà là để tôi biết nhiều hơn thôi chứ không phải là để đếm nước bây giờ số nước của mình nó cũng quá nhiều để mà đếm rồi đúng không <laughs> bây giờ người trẻ cũng hay có những chuyến đi không phải chỉ để trải nghiệm một vùng đất mới ừ. mà họ để trải nghiệm những cái hoàn cảnh mới và cái bối cảnh mới ví dụ như họ đi thiền ừ. thì hạc nghĩ thiền là một chuyến đi không có ừ. như thế? thiền, thiền là, là một cái chuyến đi và tôi nghĩ là đương nhiên là không phải là ai cũng thích hợp với thiền nhưng mà uh, nếu mà có khả năng đi thiền là một cái rất tốt để chúng ta sống lại với nội tâm của mình khi ngày trẻ thì mình mình vẫn nghĩ là những cái việc đó nó nó rất là xa vời nó rất là vời nhưng mà uh, đến tầm tuổi như chúng ta như anh em mình thì thấy nghĩ rằng là đôi lúc là là chúng ta sống gấp quá chúng ta không có thời gian dừng lại và thậm chí là không dám dừng lại không dám dừng lại Chính xác. bởi vì nhiều lúc là mình bị cuốn theo Đúng rồi. mình dừng lại mình mình bỏ ra hai tiếng để thiền. Ừ. Mới bắt đầu mình nghĩ ra hai tiếng công việc thì mình giải quyết được bao nhiêu thứ rồi. Hai tiếng mình đã giảng dạy mình Chỉ dạy xác. bao nhiêu người rồi đúng không ạ? Mình... Tức là nó có một sự đánh đổi. thì trong những chuyến đi đó nó có bao hàm một cái sự đánh đổi nào không? À... Ngoài việc tiền nhá. Đúng. <laughs> Thực ra là để có những chuyến đi chắc chắn là chúng ta phải có sự đánh đổi rồi vì chúng ta ừ. rõ ràng là chúng ta phải xin nghỉ này, chúng ta phải chi tiền này, để có sự đánh đổi nhưng mà đánh đổi để để được lại cái gì thì chúng ta phải xác định ừ. và chúng ta có mong muốn cái sự được lại đấy không? và mình thấy mình được và rõ ràng là ca, qua các chuyến đi là đều thấy được vì chúng ta học hỏi được rất nhiều thứ và chúng ta biết thêm được rất nhiều thứ thì tại sao lại không bỏ ra vì rõ, rõ ràng là tất cả là đều là đánh đổi nhưng mà đánh đổi để là đạt lại những thứ mà chúng ta mong muốn và giúp chúng ta trở thành một con người tốt hơn tại sao không nếu như bây giờ chúng ta đối thoại với một bạn trẻ 15 tuổi mà bạn ấy muốn lên Hà Nội để học hay là một bạn trẻ 18 tuổi bạn ấy muốn ra nước ngoài để đi không cần đi học mà có thể làm công nhân kỹ thuật ở Nhật Bản chẳng hạn thì với họ đấy cũng là những chuyến đi chính xác và họ cũng có rất nhiều suy nghĩ đúng thế nếu trong một tình huống mà họ mời Hà đi cà phê mà Hà có chia sẻ về với họ thì Hà chọn ra có thể nói là hai điểm thì đi thôi mà Hà khuyên bạn đấy trong một buổi cà phê một tiếng ừ. thì Hà muốn khuyên bạn đấy hai điều gì mình sẽ một khuyên... cách rất chân thành thì <laughs> sẽ khuyên ngay các bạn là con trẻ thì càng dám trải nghiệm con trẻ dám, thì trải nghiệm đi. Dám ừ. làm những thứ mà đầu óc mình nghĩ đến và làm, phải thử thì mới biết là có được không đúng không? Ừ. Thì chúng ta ví dụ như chúng ta đã đã muốn sang nước ngoài để làm uh, kỹ thuật viên, tại sao không? Sang nước ngoài làm kỹ thuật viên. Ừ. Nếu mà mình không hợp với mình mình vẫn có thời gian để sửa. Vẫn có thì thời gian để sửa. Chúng ta chúng ta còn trẻ là chúng ta vẫn còn thời gian để trải nghiệm. để càng trải nghiệm thì chúng ta mới càng hiểu hơn về bản thân, hiểu hơn là chúng ta mong muốn làm cái gì cái gì hợp với chúng ta, cái gì ừ. không hợp với chúng ta ừ. thì nó sẽ thích hợp hơn đối với bản thân. Mình thì mình vẫn nghĩ là người trẻ thì uh, nên dấn thân, mình đồng ý với việc đó và uh, có một cái post mình chia sẻ ở trên Facebook mà có rất nhiều tương tác là cái việc là trước 25 tuổi thì uh, hãy dấn thân và trải nghiệm và hãy được được phép sai được ừ, phép sai đúng không và được phép thử và được biết mình chọn cái gì và khi bạn viết cái cuốn sách của cuộc đời mình thì không để người khác cầm cái bút thì bắt buộc người trẻ phải phải thử phải thậm chí là qua sai lầm mới nhận ra được tất nhiên đừng để cái sai lầm nó vượt quá thôi thì, <laughs> <Chỉ sao? cười> ừ, thì thì mình nghĩ là như thế còn đâu khi mà đến có những lúc như chúng ta bây giờ mà chúng ta muốn làm lại cái gì của những người trẻ 20, 25 thì chúng ta không không có cơ hội để làm được đấy nữa Chúng ta thậm chí có lúc là không được phép sai nhiều nữa. Đúng không ạ? Đến tuổi của chúng ta thì đúng là sẽ không được phép sai nhiều nữa. Thực ra là chúng ta đã trải nghiệm qua nhiều thứ rồi. Sống bao nhiêu năm và chúng ta đã trải nghiệm rất nhiều thứ và đã có nhiều thất bại và chúng ta đã học được rất nhiều bài học rồi mà chúng ta còn để thất bại nữa thì rõ ràng là không thể được. <laughs> đúng là như thế. Rồi, như vậy thì chúng ta cũng có một buổi nói chuyện mà mình nghĩ rất là cởi mở về cái con đường phát triển hay là cuộc đời với những chuyến đi cả về những chuyến đi hành trình khám phá chuyến đi vật lý và những chuyến đi về uh, nhận thức hay trưởng thành cho người trẻ thì uh, qua cái 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 phần này thì uh, vừa trao đổi với Hà nhưng mình cũng nhận thấy là đúng là có một số những cái điểm tương đồng và của thế hệ mình và thế hệ trẻ nhưng mà cũng có những cái sự khác biệt khá là lớn ví dụ như thế hệ của mình mà đi như thế thì rất là lạ tự nhiên lại đi đâu đó nhưng ừ. mà người trẻ bây giờ thì họ đặt ra cho có những mục tiêu để khám phá trải nghiệm nhiều hơn mình nhiều thế hệ của mình bị ràng buộc bởi những cái hệ tư tưởng của bố mẹ áp đặt xuống như là phải làm nghề gì hay là phải uh, làm nhiều nước thì tốt chẳng hạn vì hay vào quân đội thì không luôn luôn là cứ đến hẹn lại lên chẳng hạn nhưng mà ngày trẻ ngày nay thì họ sẽ có những cái khám phá nhiều hơn ừ. về việc là họ thực sự họ muốn cái gì ừ. và đôi lúc là họ cũng lì hơn họ dám đi theo con đường của họ nữa <laughs> thì uh, mình nghĩ là cái cái đấy là cái kinh nghiệm mà qua cái đối thoại này thì mình cũng thấy rằng là những người trẻ ngày nay họ cũng có những cái táo bạo và uh, nếu mà có một cái sự nào đó thì mình cũng khán là là cái ủng hộ cái việc đấy Đúng hơn rồi. là cái việc là là đi theo một cái lối mòn đúng rồi. Ừ. Thực ra hiện tại thì cái xã hội nó bắt đầu mở rồi, ừ. à, gọi là thế giới mở và thông tin nó khắp nhiều khắp nơi. thì ngay từ như thời điểm chúng ta là chúng ta không có nhiều thông tin đâu. nhưng bây giờ các bạn trẻ là hoàn toàn là có nhiều các cái thông tin các bạn tiếp xúc ngay từ bé các bạn đã biết có nhiều thông tin. các bạn có thể tự lựa chọn các cái đưa ra các con đường cho cuộc đời của mình ngay từ từ lúc còn trẻ ấy, thì đấy là một điều rất hay và cũng rất khuyến khích các bạn là càng trải nghiệm càng thử các thứ còn trẻ là còn có thể thử đúng không rất cảm ơn thuận đã mời tôi trở lại hôm nay ok rất cảm ơn hà <laughs> xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe một cái buổi trò chuyện đặc biệt này giữa tôi và anh hà đây là câu chuyện mà chúng tôi chia sẻ nhưng đồng thời là cũng muốn mang lại những cái giá trị cho những người trẻ ở việt nam xin cảm ơn rất nhiều